Mời Lý Sơ. Mời Lý Sơ. Mời Lý Sơ. Ai xin một người lời cảm ơn lớn nhất đến Vinh Khánh với chị Mai và Mai Lisa, bởi vì ai rất là vinh hạnh khi mà được đồng hành cùng với Mai Lisa ở rất là nhiều những sự kiện khai trương. Và mặc dù là nhiều như vậy rồi, nhưng mà tới khi nghe con số 26 á là mình cũng giật mình. Thật sự không nghĩ rằng là lâu đến như vậy. Và rất là mừng khi mà Mai Lisa sau suốt 26 năm vẫn được mọi người yêu thương. Và rất xin chúc cho anh Khánh, chị Mai cũng toàn thể nhân viên của Mai Lisa sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và sẽ luôn được mọi người yêu quý. Và tiếp tục sẽ có thêm nhiều cái 26 năm nữa, và những lễ kỷ niệm sau sẽ còn lớn hơn thế này nữa, để chúng ta cùng cháy với nhau được không ạ? Nụ cười người già rồi với tôi bao nhiêu lâu nay. Em và giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người già rồi với tôi bao nhiêu lâu nay. Yeah, yeah. Đã mang cơn mưa tôi đi. Put your hands up. Put your hands up. Say put your hands up. Now one, now two. Vỗ tay được không ạ? Vỗ lớn lên được không ạ? Mọi người ơi! Sing with me! Làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã mơ hồ, mà bây giờ nào có ngờ tình yêu chúng tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây giờ này? Put your hands up. Say put your hands up. And now, one, two, one.